Xin chào mọi người. Hôm qua tu chân ra 2 lít, hôm nay không thể ra. Chiến thần thì thua. Hôm nay chỉ có trèo để phế vật thôi. Mà hôm nay ắt hơi mệt, lây bệnh của thằng cu rồi. Thành ra là sẽ cố gắng lên được bao nhiêu hay bấy nhiêu nha. Chàng rể phế vật tập 225. Nhâm Quy đã thua tôi một cách hồ đồ và vô lý. Ông ta không còn cơ hội lật ngược thế cờ nữa rồi. Sau khi buổi chẩn đoán kết thúc, cổ phiếu Dương Hoa tiếp tục tăng vọt, còn tập đoàn Thiên Hằng thì lao dốc, đứng bên bờ phá sản. Đến cả những công ty lớn nhỏ có liên quan tới Thiên Hằng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chưa nói tới việc đối phó với Dương Hoa thì lúc này các công ty này cũng đang khó bảo toàn được tính mạng lắm rồi. Đến cả Nhậm Quy cũng đang phải xử lý rất nhiều vấn đề liên quan tới nhà nước, làm gì có thời gian đi lo những công ty đó chứ. Nhà Vương càng thê thảm hơn khi Vương Tử Tường đưa ra thông tin về những hành động phi pháp của nhà Vương dành cho Dương Hoa, thì Khang Gia Hào và Ký Văn đã cùng hợp lực vạch trần toàn bộ âm mưu của nhà bọn họ. Lúc đó có thể nói toàn bộ nhà Vương đều rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không một ai thoát được. Cuộc chiến này kết thúc bằng sự chiến thắng của Dương Hoa. Thế nhưng dù vậy thì công việc của Mã Hải và Lâm Minh vẫn chưa kết thúc. Mã Hải nhân lúc đối phương đang sức đầu mẻ trán, lập tức tiến hành chèn ép và thu mua những công ty liên quan và các tập đoàn Thiên Hằng của Tổng Quy. Tập đoàn Thiên Hằng chỉ trong 3 ngày đã bị thu nhỏ tới một nửa. Lâm Minh cũng được đà bèn tức tốc cho sản xuất thuốc tiểu đường. Thuốc mới được tung ra nhận được phản ứng cực tốt, vừa được người bệnh đánh giá cao, là được những đại y của các nước khác kiểm chứng nên đã khiến đám đông giành mua cho bằng được, thậm chí nước ngoài còn đặt mua với số lượng lớn. Dương Hoa đành phải xây thêm vài nhà máy để sản xuất. Nhà máy của Trung Hào được liệt vào đối tượng sản xuất trọng điểm. Quy mô vẫn được anh chú trọng đầu tư và mở rộng lên gấp 3 lần. Trung Hào nhìn nhà máy dần dần được hoàn thành, bèn quỳ xuống khóc thét lên: "Cha, con đã không phụ sự kỳ vọng của cha rồi." Là mình ngồi trong phòng làm việc, im lặng nhìn màn hình máy tính. Mãi đẩy cửa bước vào, rảo bước đi tới trước mặt Lâm Minh bằng vẻ đầy kích động: "Chủ tịch, tập đoàn Thiên Hằng đã bị chúng ta thôn tính hơn một nửa rồi, những công ty khác cũng đã đậu quân cho chúng ta. Từ hôm nay, Dương Hoa đã trở thành đầu rồng trong nước rồi, sẽ không còn thế lực nào dám đối kháng với chúng ta nữa. Chúng ta đã thành công, Dương Hoa đã trở thành cái tên không thể bỏ qua rồi, chúng ta đã làm được." Mãi run rẩy vì xúc động: "Tôi biết rồi." Lâm Minh hít một hơi thật sâu. Anh nhìn điện thoại, đôi mắt sâu thẳm khó đoán được tâm tư. Cũng tương đối rồi, ngày đó sắp tới. "Chủ tịch, hiện tại có 31 công ty truyền thông muốn phỏng vấn cậu. Ngoài ra còn có 47 doanh nghiệp hàng đầu muốn mời cậu dùng bữa tối. Đây là danh sách của bọn họ. Có thêm 198 doanh nghiệp muốn bàn chuyện hợp tác với chúng ta. Chủ tịch Lâm, còn cả..." Mà hãy đưa một loạt danh sách tới trước mặt Lâm Minh. Thông tin chất như núi. Là mình chỉ liếc nhìn qua và thở dài. Anh đã sớm tính đến chuyện này, rằng một khi đánh bại được Thiên Hằng của Nhậm Quy thì Dương Hoa sẽ trở thành đầu rồng trong nước và không ai có thể ngăn cản được anh được nữa. Thế nhưng đó cũng chưa hẳn là điều Lâm Minh mong muốn. "Anh tối thì thôi đi, phỏng vấn cũng lùi lại cho tôi không có hứng thú. Còn việc hợp tác thì ông thấy cái nào có lợi cho Dương Hoa thì xử lý giúp tôi." Lâm Minh thản nhiên nói: "Vâng, chủ tịch." Mãi gật đầu. Lâm Minh nhìn đồng hồ, lúc này đã là 5 giờ chiều. Tới giờ cơm rồi, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, anh liếc nhìn là Tô Nhan. "Tô Nhan, sao thế?" Lâm Minh ấn nút nghe. "Anh ở đâu?" "Đi ăn cơm thôi." Giọng của Tô Nhan nghe khá nhẹ nhàng. "Em muốn anh ở đâu?" Lâm Minh hỏi. "Nhà hàng Yên Hỏa Tinh Thần, anh có biết không? Em ở đó đợi anh." "Được, bây giờ anh đi." Lâm Minh gật đầu, sau đó tắt máy. "Cậu có cần tôi đưa đi không?" Mãi hỏi. "Không cần đâu, tôi tự lái xe. Cậu muốn xe gì? Alto hay là..." "Thôi khỏi đi, Lamborghini đi. Dù sao thì tôi cũng nói với cô ấy rằng tôi là chủ tịch Lâm rồi. Cô ấy không tin thì thôi vậy." Lâm thản nhiên nói rồi khoác áo khoác đi ra khỏi phòng làm việc. Mãi im lặng nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Lâm mình nhanh chóng lái Lamborghini tới nhà hàng Yên Hỏa Tinh Thần. Có không ít người để ý tới chiếc xe của anh. Lúc bước vào nhà hàng, anh thấy Tô Nhan và Lạc Thiên đang trò chuyện vô cùng sôi nổi. Thấy anh tới, Lạc Thiên lập tức đứng bật dậy chạy tới kéo tay anh. "Lâm Minh, hôm nay anh xử lý mọi chuyện quá hoàn hảo." Lâm Minh cười thản nhiên. Nhưng Tô Nhan thì giật mình.
là mình đã làm cái gì cơ? Là Thiên giật mình, đột nhiên ý thức ra việc mình quen bén mất nên cố gắng nặn ra nụ cười. À không không, không có cái gì. Hôm nay anh ấy nhận được một lô hàng cực hiếm, đó chính là loại dược liệu mà y quán đang thiếu nên mình cảm thấy vui thôi mà. Vậy à, chẳng trách cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng của anh. Tôi nhanh chợt hiểu ra. Là mình nghe vậy bèn lắc đầu. Anh cảm thấy bây giờ chẳng còn gì phải giấu giếm Tô Nhan nữa. Tô Nhan là người thông minh, dù có nói ra sự thật thì cô ấy cũng sẽ giữ kín cho anh thôi. Tới khi đó, dù Lâm Minh có tạo ra nhiều mối thù hơn nữa ở đại hội thì Tô Nhan cũng sẽ giả vờ coi như không biết. Còn nếu Tô Nhan thật sự không biết gì hết thì quá tốt. Ba người vui vẻ dùng cơm. Tô Nhan, hôm nay tâm trạng của em không tệ đúng không? Lâm Minh cười nói. Anh không biết sao, hôm nay thời điểm Lâm đã xử lý xong xuôi hết mọi việc, Nhậm Quy bị đánh bại rồi. Tô Nhan mỉm cười. Vậy sao? Em biết chắc chắn là chủ tịch Lâm đã có sự chuẩn bị rồi mà. Nếu không thì anh ấy đã không tổ chức buổi chẩn đoán miễn phí đó. Giờ đây danh tiếng của tập đoàn Dương Hoa đã len lỏi tất cả các ngóc ngách trong nước rồi. Công ty của em cũng không bị ảnh hưởng gì nữa rồi. Em tin có một ngày nhất định sẽ có rất nhiều công ty hợp tác với chúng ta và cũng không cần phải lo lắng về nguồn hàng nữa. Tô Nhan tươi cười, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Lạc Thiên cười với Lâm Minh bằng vẻ ý vị và nâng ly. Vậy thì rất đáng để chúc mừng đó. Nào, chúng ta cạn ly chúc mừng chủ tịch Lâm. Cạn ly. Ba người nâng ly, dù Lâm Minh cảm thấy rất buồn cười. Được một lúc, điện thoại Tô Nhan đổ chuông. Có nhiều điện thoại, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Tô Nhan, ai gọi tới vậy? Cậu đoán xem đi. Tô Nhan nói bằng vẻ tinh nghịch. Sao mình đoán được chứ? Không phải là chủ tịch Lâm đó chứ? Lạc Thiên cười hi hi. À không phải, đang yên đang lành, chủ tịch Lâm gọi cho mình làm gì chứ? Là Cư Chí Cường. Tô Nhan tỏ vẻ tức giận. Cư Chí Cường sao? Lạc Thiên ngạc nhiên. Anh ta gọi cho em làm gì? Là mình cũng kinh ngạc. Anh ta không định kiện chúng ta nữa mà bồi thường bộ trang phục Hoa Hy Vọng với toàn bộ số tiền. Là mình bây giờ anh đã là phú ông rồi. Tô Nhan cười nói với anh. Là mình kinh ngạc nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại. Có lẽ Cư Chí Cường định dùng hành động này đến định anh đây mà. Chỉ đáng tiếc lúc này hành động của Cư Chí Cường đã quá muộn. Ăn xong, Lạc Thiên tự về nhà, Lâm Minh và Tô Nhan cùng với tập đoàn Việt Nhan. Hai người vừa bước vào chưa được bao lâu thì cọc cọc cọc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tô Nhan đang định đi tắm, giật mình, lật đật chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở thì Trương Tình Vũ và Tô Quảng đã hồng hộc lao vào. Ây da, con gái à, cuối cùng thì con cũng đổi đời rồi. Trương Tình Vũ hét lên rồi âm trầm để Tô Nhan khóc nức nở. Tô Nhan hoang mang. Mẹ, sao thế? Có chuyện gì vậy? Cô cảm thấy không hiểu. Con còn hỏi là có chuyện gì à? Con tưởng mẹ ngu chắc. Chồng của con bây giờ đã là phú ông rồi, không còn là thằng rể vô dụng nữa. Lẽ nào con không vui sao? Trương Tư Vũ cười ha hả. Tô Nhan bừng tỉnh, bật cười chua chát. Con còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện đó. Mẹ, có gì đáng để vui chứ? Kỳ nhiều hay ít, không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ cần cả nhà vui vẻ là được mà. À đúng đúng đúng, chúng ta vui vẻ thì chuyện gì cũng tốt. À phải rồi, chồng con đâu rồi? Trương Tư Vũ vội vàng nói. Có việc gì không ạ? Là mình đang chuẩn bị lấy quần áo đi tắm, bèn bước ra hỏi. Là mình chúc mừng cậu đã trở thành phú ông. Nói đi, định bỏ ra bao nhiêu tiền để bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ vợ đây? Trương Tư Vũ cười toe toét. Tiền sao? Là mình câu mày. Nếu còn không có tiền thì có phải là không thể hiếu kính với cha mẹ không? Không có tiền lại còn đòi hiếu với cha kính. Cậu tưởng cả người cậu ngoài chút may mắn ra thì còn có gì có thể khiến cho cha mẹ vợ của cậu vui vẻ được chứ? Trương Tư Vũ hừ giọng. Nếu là vậy thì xin lỗi, con không có tiền. Là mình nói bằng vẻ vô cảm, nhất là nụ cười trên khuôn mặt Trương Tình Vũ trở nên cứng đờ. Bà ta nhìn chằm chằm Lâm Minh. Ý cậu là gì? Con không có ý gì, chỉ là con muốn nói con sẽ không hiếu kính với cha mẹ, bởi vì cha mẹ chưa bao giờ coi con là con rể cả. Con thà quyên góp hết tiền cho bọn nhỏ và những người ở vùng núi khó khăn, con sẽ không bỏ ra để hiếu kính với cha mẹ đâu. Lâm Minh nhìn chằm chằm hai người bọn họ và nói thẳng. Dứt lời, cả Trương Tình Vũ và Tô Quảng đều bàng hoàng. Có lẽ hai người bọn họ không ngờ rằng Lâm Minh sẽ trả lời như vậy. Tô Nhan cũng kinh ngạc nhìn anh. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Tầm khoảng vài giây sau, cái đồ chết tiệt này, cậu là cái thá gì chứ? Cậu có giỏi thì nói lại xem nào. Trương Tình Vũ gào lên như muốn xé rách cả cổ họng. Còn cần con lặp lại nữa sao? Còn nói lần nữa, tiền của con sẽ không đưa cho cha mẹ một đồng nào. Cha mẹ nghe rõ chưa? Lâm Minh quát lại, lần này anh không hề nhượng bộ. Hả? Trương Tình Vũ hét lên, giơ đanh vuốt nhào về phía Lâm Minh. Tô Nhan ở phía sau vội vàng lao lên ôm bà ta lại. Thế nhưng bà ta chỉ trợn ngược mắt. Lâm Minh, cậu nói vậy là có ý gì? Tôi là mẹ vợ của cậu, thế nào cậu lại nói với tôi bằng giọng điệu như vậy sao? Mẹ vợ sao? Từ lúc con bước vào nhà này,
có ai coi con là con rể bao giờ chưa? Mỗi ngày nếu không phải là sỉ nhục thì cũng là bóc lột con. Người như vậy mà cũng sướng sao? Lâm Minh hừ giọng, cậu nói cái gì? Tư Tử Vũ run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng bừng, bà ta đứng loạng choạng cả người như muốn bốc hỏa. Lâm Minh, cậu anh nói hơi quá đáng rồi đó. Tô Quảng không tức giận. Đồ nuôi ong tay áo này, nếu không phải có nhà tôi thì cái thứ nhà cậu đã chết đói từ lâu rồi. Cậu ăn ở nhà tôi, bây giờ cậu có tiền thì vênh mặt lên phải không? Tư Tử Vũ gào lên, ăn ở nhà mọi người thì sao? Mặc dù những năm qua còn không có công việc, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà con đều làm cả. Mọi người thuê người làm cho họ ăn, họ ở vẫn còn phải trả tiền thêm được đó. Con thì sao chứ, ngoài ăn ở ra mọi người cho con được cái gì? Lâm Minh hừ giọng, cậu... Tư Tử Vũ á khẩu, thế nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng. Đủ rồi, lúc này tôi nhanh không nhịn nữa, bèn quát lớn. Con gái, con xem chồng của con kìa, giờ nó có tiền thì lật mặt, không quen biết ai, cái đồ lòng lang dạ sói này, con mở to mắt ra mà xem. Tư Tử Vũ bất lực, bèn chạy đến bên cạnh Tô Nhan và chỉ trích Lâm Minh. Mẹ, trên thực tế thì Lâm Minh nói không sai, mấy năm qua mẹ đối xử Hà khắc với anh ấy quá, hơn nữa thi thoảng lại ép anh ấy ly hôn, bây giờ Lâm Minh nói vậy, mẹ không thể trách ai khác được. Tô Nhan trầm giọng nói. Tư Tử Vũ sững sờ. Tô Nhan, rốt cuộc con bị làm sao vậy chứ? Con là con ai thế? Sao tự dưng lại bên người ngoài hả? Hay là con bị thằng này bỏ bùa mê thuốc lú rồi? Rốt cuộc con đứng về phía bên nào vậy? Mẹ, mặc dù những việc của mẹ làm quá đáng, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ của con, đương nhiên là con đứng về phía mẹ. Vậy thì tốt. Cuối cùng thì cũng coi như là tôi không tốn cậu cơm nuôi. Mau nói đi. Thằng nhóc đó nghe lời của con, mau đi nói với nó đi. Tư Tử Vũ hừ giọng. Còn nói kiểu gì bây giờ, anh ấy có sai đâu? Nó không sai sao? Vậy con định làm thế nào? Tư Tử Vũ hỏi. Nếu mẹ cảm thấy không thể tha thứ được cho Lâm Minh thì con và anh ấy ly hôn vậy. Tôi nhận ra. Tư Tử Vũ nghe như sét đánh ngang tai. Không được ly hôn, tuyệt đối không được. Tại sao ạ? Không phải mẹ luôn hy vọng con và Lâm Minh ly hôn sao? Đó là trước đây, bây giờ mẹ không cho phép. Mẹ nói con nghe, nếu mà con và Lâm Minh ly hôn thì mẹ sẽ lập tức nhảy từ đây nhảy xuống đó. Bà ta hét lên và lao về phía cửa sổ. Tôi nhận tái mặt, vô vàng ngăn bà ta lại. Mẹ, con không đi hôn nữa, mẹ đừng kích động, nào. Vậy thì còn được đó. Tư Tử Vũ hừ giọng. Bây giờ Lâm Minh có tiền, sao bà ta có thể đồng ý cho Tô Nhan ly hôn được chứ? Lần này ai đuổi Lâm Minh đi thì bà ta sẽ sống chết với kẻ đó. Tô Nhan thở dài, làm gì có chuyện cô không hiểu tâm tư của Trương Tình Vũ chứ? Lúc này Tư Tử Vũ chỉ vẫy tay với Tô Nhan. Tô Nhan, mẹ đến mua một căn nhà ở ngoài ô Giang Thành, còn bỏ tiền ra đi. Tiền? Tiền gì ạ? Mẹ, con không có tiền. Tô Nhan giật mình. Con có, nhưng chồng con có. Tư Tử Vũ lườm cô. Bà ta không thể lấy được tiền từ Lâm Minh nên định thông qua Tô Nhan để có được. Mẹ, đó là tiền của Lâm Minh mà. Tô Nhan tỏ vẻ khó xử. Tiền của Lâm Minh không phải tiền của con hả? Hai đứa là vợ chồng cơ mà, lẽ nào đã còn phân chia tài sản sao? Con đừng tưởng mẹ không biết. Trước đây cứ mỗi lần tới lễ Tết, con đều lén lút đưa tiền cho nó để nó mua quần áo. Bây giờ nó phát tài rồi, đưa cho vợ một ít cũng là điều hợp lý mới phải chứ. Tư Vũ hừ giọng. Mẹ đừng khiến con khó xử. Tư Tử Vũ nghe xong thì ngồi bệt xuống đất gào khóc. Trời đất ơi, sao số tôi khổ thế này, bị gả cho một người chồng vô dụng, khó khăn lắm mới nuôi được một cô con gái mà nó cũng mặc kệ. Tôi khổ quá đi, giờ sống còn có ý nghĩa gì nữa đây, tôi chết đi cho xong. Tư Tử Vũ nước mắt lã chã, định đứng dậy trèo lên cửa sổ. Tình Vũ, đừng làm bậy. Tô Quảng vội giữ bà ta lại. Mẹ đừng kích động. Tô Nhân cũng cuống cả lên, vội ôm lấy tay bà ta. Buông ra, tôn có đứa con bất hiếu như cô, để tôi đi chết đi. Tư Tử Vũ điên cuồng gào thét. Tô Nhân bất lực đành phải hạ mình. Mẹ, được rồi, để con đi nói với Lâm Minh. Tư Tử Vũ nghe thấy vậy thì không nhảy dụa nữa mà quẹt ngang nước mắt. Tô Nhân, mẹ biết trong lòng con vẫn còn có mẹ mà, con sẽ nghĩ cho mẹ mà. Mẹ nuôi con lớn bằng này rồi, cũng dễ dàng gì. Bây giờ bọn con phát triển được thì chẳng lẽ không để cho mẹ sống tốt hơn sao? Được rồi, con biết rồi. Tô Nhân cũng hết cách, cô đành quay người đi về phía Lâm Minh. Lâm Minh quan sát hết sự việc nhưng không nói gì. Tô Nhan nhìn anh rồi kéo anh ra ngoài. Lâm Minh vẫn im lặng như đợi cô lên tiếng. Thế rồi Tô Nhan không nói gì, chỉ móc vài tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Khoảng một phút sau, cô bước vào, nhét tấm thẻ vào tay Trương Tình Vũ. Mẹ cầm số tiền này trước đi. Đây là 400.000, mẹ đi thanh toán trước đi. Dứt lời, Lâm Minh bàng hoàng. Từ đầu tới cuối, Tô Nhan chưa từng có ý định sẽ lấy khoản tiền bồi thường đó của Lâm Minh. Cái gì? Chỉ có 400.000 sao? Kéo kịp thế sao? Trinh Vũ không vui nhìn thấy ngân hàng, sắc mặt tối lại nhiều. Mẹ đã nghe nói rồi, tiền bồi thường của chồng con phải đến hàng trăm triệu đó. Làm gì có nhiều như vậy? Mẹ đừng nghĩ lung tung nữa.
Và lại là mình cũng định lấy số tiền đó lập nghiệp. Bây giờ anh ấy cũng phải tiết kiệm sống qua ngày, mà đừng ép anh ấy nữa. Tôi nhanh cười chua chát. Trước tử Vũ suy nghĩ một lúc khẽ hừ một tiếng. Đợi tôi con gái, mày tạm thời tha cho cậu ta. Nhưng mày nói con biết, số tiền 400 nghìn này vẫn chưa đủ đâu. Ít nhất cậu ta phải bỏ 10 triệu để hiếu thuận với cha mẹ vợ. Chỉ đấy 1 phần 10 của cậu ta không quá đáng chứ. Mẹ! Tôi nhanh sắp khóc ra được. Được rồi, lần này mẹ không gây với con nữa. Nhưng con phải làm công tác tư tưởng với chồng con đi. Có tiền thì không cần cha mẹ vợ nữa sao? Nếu vậy, e rằng ngày nào đó cậu ta sẽ ruồng bỏ luôn người vợ là con luôn đó. Tích Vũ hừ một tiếng, kéo tay Tô Quảng rời khỏi nhà. Hai người vừa đi, rốt cuộc Tô Nhan cũng thở phào. Em có thể hỏi anh tiền, nếu là em lên tiếng, bất kể em cần bao nhiêu, anh cũng sẽ cho. Lâm Minh thẳng nhiên nhìn cô, nói ra. Lâm Minh, anh biết tính của em mà, tiền em sẽ tự kiếm, số tiền đó thuộc về anh. Hơn nữa anh hoàn toàn không nợ em thứ gì, em không có tư cách mở miệng đòi tiền của anh. Tô Nhan lắc đầu nói ra, nhưng em là vợ anh, không phải sao? Lâm Minh nói ra, vợ. Tô Nhan hơi ngạc nhiên, cúi đầu xuống, khàn giọng nói. Nhưng bao nhiêu năm nay em thực sự có làm hết nghĩa vụ của người vợ đâu, trừ là vợ trên danh nghĩa, những cái khác em hoàn toàn không xứng làm vợ anh. Lâm Minh sửng sốt, anh không ngờ Tô Nhan lại nói ra lời như vậy. Được rồi Lâm Minh, anh đừng quan tâm đến những chuyện này nữa. Bây giờ anh cũng đã có tiền, em hy vọng anh có thể sử dụng số tiền đó làm nên sự nghiệp, đừng có ù cạc cạc sống qua ngày nữa. Thực ra anh cũng là một người rất có bản lĩnh, anh hoàn toàn không cần phải làm một người ở rễ mà ai cũng xem thường. Vậy em cảm thấy anh nên làm gì mới tốt? Anh có thể sáng lập công ty của mình, nhắm chuẩn thị trường có triển vọng rồi gây dựng sự nghiệp, hoặc có thể mở một bệnh viện tư. Không phải anh rất có hứng thú với y học sao? Đi trong ngành này hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Nhan cười nói. Vậy nếu anh đầu tư hết 100 triệu này vào quốc tế Việt Nam thì sao? Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Anh vừa dứt lời, Tô Nhan như bị sét đánh lập tức ngẩn ra. Lâm Minh cầm điện thoại gọi vào một số. Alo, giúp tôi đầu tư toàn bộ số tiền mà Cư Dĩ Cường bồi thường cho tôi vào quốc tế Việt Nam. Chỉ có thế thôi. Lâm Minh nói một câu đơn giản, sau đó cúp máy. Tô Nhan ngưng ngắt nhìn anh, sau đó hét lên. Anh điên rồi sao? Anh không có tài kinh doanh, chi bằng để em làm, cuối năm chi lợi nhuận cho anh là được. Nhưng Tô Nhan mím môi, trong lòng rối bời. Cô cảm thấy vừa giận vừa cảm động. Cô còn hy vọng Lâm Minh có thể dùng số tiền này vươn lên, không hy vọng anh có thể kiếm tiền về nhiều hơn, nhưng chỉ cần có thể cho sống ra dáng là được rồi. Không ngờ anh lại phất tay để 100 triệu này lên trên đầu của mình. Anh bám đến nghiện rồi sao? Bây giờ anh hối hận còn kịp đó. Tô Nhan hít sâu một hơi nói ra. Không cần, Tiểu Nhan, sao để dựa vào em hết? Lâm Minh cười nói. Anh... Thôi bỏ đi. Nếu đã như vậy, anh sẽ là cổ đông lớn nhất của quốc tế Việt Nam. Lợi nhuận cuối năm em sẽ chia cho anh theo tỷ lệ. Tô Nhan bất lực thở dài. Được, Lâm Minh gật đầu. Giải quyết xong chuyện này, Tô Nhan bèn vội vã về văn phòng xử lý khoản tiền cách xù mà Lâm Minh đột nhiên chuyển tới. Lâm Minh thì lại quay về Dương Hoa. Qua sự nỗ lực của nhóm Khang Như Hào và Kỷ Văn, nhà Vương đã tan rã. Đa số chứng cứ phạm tội của nhà Vương đều được Khang Như Hào thu thập, đồng thời giao cho cảnh sát. Lần này nhà Vương xong thật rồi. Còn Nhậm Quy đương nhiên cũng dễ chịu. Thiên Hằng vì chuyện này mà tổn hại nặng nề. Bản thân Nhậm Quy thì vướng vào nhiều tội danh tranh chấp thương mại, lừa đảo thương mại và phỉ báng, vu khống, vô cùng chật vật. Cổ phiếu của Thiên Hằng cũng sụt giảm nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều biết Thiên Hằng tiêu đời rồi. Kèm theo đó, gần 100 doanh nghiệp lớn nhỏ đã bắt tay với Thiên Hằng tấn công Dương Hoa, cũng gặp phải cú sốc. Trong trận chiến này, Dương Hoa toàn thắng. Tầm nhìn của Mã Hải cũng vô cùng độc đáo, lập tức nhân cơ hội này thu mua vài công ty con có tiềm lực dưới trướng Thiên Hằng, nuốt sạch chiếc bánh to là Thiên Hằng. Những tập đoàn tài chính xí nghiệp khác nhìn mà đỏ mắt, có muốn chia một chén sức. Nhưng Thiên Hằng là chính lợi phẩm của Dương Hoa, và thời khắc mấu chốt này ai dám nhảy ra cạnh tranh với Dương Hoa chứ? Nếu không, đó sẽ là khiêu khích Dương Hoa, xem Dương Hoa là kẻ địch. Bây giờ Dương Hoa như mặt trời ban trưa, ai còn dám đối đầu với Dương Hoa chứ? Những chuyện này Mã Hải sẽ xử lý thỏa đáng, là mình chỉ cần xem qua là được. Anh ngồi trong văn phòng xem tài liệu. Lúc này cô Nghị Vân dẫn theo một người phụ nữ đi vào văn phòng. Lâm Minh ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua, lại ra bộ dáng bừng tỉnh. À, là Lục Tuyết sao? Tôi nhớ lúc trước tôi hứa với cô sẽ không nhốt cô quá lâu, bây giờ cô được tự do rồi. Lục Tuyết cúi đầu, hai mắt ngập tràn nước mắt. Cô ta đã biết chuyện nhà Vương sụp đổ. Lúc này, cô ta rơi vào nỗi đau khổ và tự trách mình vô tận. Cô ta không muốn nhà Vương thua, cũng không muốn nhìn thấy Dương Hoa bại. Bởi vì nhà Vương đã giúp đỡ cô ta, mà Dương Hoa cũng cực kỳ tín nhiệm cô ta. Nhưng cô ta lại phụ lòng người của hai bên. Mấy ngày bị nhốt,
trong lòng cô ta vô cùng dằn vặt, thậm chí còn ý nguyện quyên sinh. Nhưng bây giờ xem ra mọi thứ đã muộn, chết không giải quyết được vấn đề gì cả. Chủ tịch Lâm xin lỗi, Lưu Tuyết khẽ giọng nói. Nhà Vương không còn, sau này cô có dự định gì không? Lâm Minh hỏi. Tôi sẽ đi tự thú, cho dù chủ tịch Lâm không giao nộp tôi cho cảnh sát, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nhà Lưu Tuyết khàn khàn. Lâm Minh ngạc nhiên, liếc nhìn cô ta, sau đó lắc đầu. Nếu cô đi tự thú, ít nhất cũng phải 10 năm trở lên. Bây giờ tôi không định kiện cô còn trẻ tuổi, không cần phải làm như vậy, uổng phí thanh xuân của mình. Nhưng tôi thật là thất bại. Chuyện này không thể trách cô, một mình cô không sao chuyển được cả thế cục, bởi vì đây vốn không phải cuộc chiến của một người. Lâm Minh bình thản nói, lấy một sắp tài liệu trên bàn, đi đến trước mặt Lục Tuyết, giao cho cô ta. Lục Tuyết ngẩng đầu lên, nhận lấy tài liệu, xem qua một lúc, hơi thở trở nên gấp gáp. Chủ tịch Lâm, những người này là người nhà Vương, không phải ai cũng tội ác tày trời. Cũng có một vài người chính trực, thậm chí còn có trẻ con. Nhưng vì nhà Vương sụp đổ, bà không còn chỗ ở, tương lai mịt mù. Lục Tuyết, tôi sẽ thuê cô cống hiến cho Dương Hoa tôi một lần nữa. Còn cô sẽ thay tôi quản lý tốt những người nhà Vương này thế nào? Ý là cô không thể để người nhà Vương tuyệt hậu. Như vậy cũng xem như là trả nợ ân tình cho nhà Vương. Lâm Minh cười nói. Lục Tuyết nghe vậy, kích động không thôi, trong mắt lại dâng trào nước mắt. Chủ tịch Lâm, thật vậy sao? Thật sự cảm ơn anh, tôi nên báo đáp ân tình anh như thế nào đây? Lục Tuyết vừa khóc vừa nói. Không cần đâu, cô cũng chỉ là một cô gái mệnh khổ. Lâm Minh an ủi vài câu. Được rồi, cô ra ngoài chuẩn bị đi. Đợi lát nữa mà sẽ sắp xếp chức vụ mới cho cô. Bên phía nhà Vương cũng đi thương lượng với họ đi. Và chủ tịch Lâm, cảm ơn anh. Lục Tuyết khom lưng trước Lâm Minh, sau đó kích động chạy ra ngoài. Lâm Minh lặng lẽ theo dõi bóng lưng cô ta. Đợi cô ta ra ngoài thì mới vòng trở về ngồi vào vị trí. Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu lắm, vì sao cậu lại giữ người nhà Vương lại? Hơn nữa còn định để Lục Tuyết đi quản lý người nhà Vương. Chẳng lẽ cậu không biết cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc hay sao? Cô Hiểu Vân không nhẫn nhịn được nữa, vội tiến lên nói ra lời trong lòng. Trừ cỏ tận gốc sao? Cô Hiểu Vân, tôi biết đạo lý này rõ hơn cô, nhưng có đôi khi dù cho chúng ta biết một vài người sẽ tiềm ẩn nguy cơ, song cũng không thể nhẫn nại được. Lâm Minh lắc đầu nói. Vì sao chứ? Cô Hiểu Vân ngạc nhiên. Bởi vì Dương Hoa của chúng ta đã không còn là Dương Hoa của trước kia. Sau khi đánh bại Nhậm Quy và Nhỏ Vương, chúng ta đã đạt đến độ cao mới, còn khiến một vài người ở tầng lớp cao hơn chú ý đến chúng ta. Nếu lúc này tôi trừ khó tận gốc nhà Vương thì sẽ kích động đến những người đó. Kích động sao? Cô Hiểu Vân mờ mịt. Chủ tịch Lâm, tôi vẫn không hiểu lắm. Vậy tôi sẽ nói đơn giản cho cô biết. Nếu dùng cách phân phối đơn giản để khái quát, thực lực của Dương Hoa chúng ta trước kia chỉ thuộc cấp A. Nếu là cấp A, người có cấp S sẽ không để ý tới chúng ta, bởi vì chúng ta vẫn chưa thể lọt vào mắt bọn họ. Nhưng bây giờ chúng ta loại bỏ được nhiều đối thủ, một bước nhảy vọt thành cấp S, vậy thì những người cấp S khác chắc chắn sẽ xem chúng ta như đối thủ, nghiêm túc suy xét. Nếu bây giờ chúng ta thể hiện ra mặt tàn bạo hung ác như trừ cỏ tận gốc, bọn họ sẽ gây khó dễ cho chúng ta trước. Bây giờ mọi thứ của chúng ta đều chưa ổn định, không thích hợp để nhìn đón sự tấn công của bọn họ. Bây giờ tôi làm như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy tôi là một người lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt nông cạn, không đáng để lo lắng. Tôi tha nhỏ Vương một con đường sống, chỉ đến làm tê liệt đối thủ mạnh hơn của chúng ta mà thôi. Còn nhà Vương bất cứ lúc nào cũng bị giám sát, không thể gây ra sóng gió gì lớn. Lâm Minh lắc đầu, hóa ra là vậy. Cô Huyền Vân sáng mắt lên, liên tục gật đầu. Nhưng chẳng mấy chốc cô ta đột nhiên ý thức điều gì đó, vội hỏi. Chủ tịch Lâm, đối thủ cấp S mà cậu nói là chỉ ai phải chứ? Lâm Minh không lên tiếng. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Cô Huyền Vân quay đầu lại thì thấy Mã Hải đi vào. Chủ tịch Lâm, khách đến rồi. Mã Hải nghiêm túc nói. Để ông ta vào đi. Lâm Minh nói ra. Vâng. Mãi đưa ra ngoài. Đối thủ cấp S đến rồi. Lâm Minh hờ hững nói ra. Cô Huyền Vân kinh ngạc, vội vàng nhìn ra ngoài cửa. Chốc lát sau hai người đi vào. Cô Huyền Vân nhìn sang, lúc này bắt phải ra một trong số đó là Cư Chí Cường. Người đàn ông trong đêm đi bên cạnh chính là chủ tịch tập đoàn Chính Hoa, Cư Nam An. Hóa ra là tập đoàn Chính Hoa sao? Không thể nào, không phải bọn họ nhiều lắm chỉ cùng cấp bậc với Thiên Hằng thôi sao? Từ khi nào Chính Hoa lại trở thành tồn tại khiến chủ tịch Lâm kiên dạy như vậy chứ? Cô Hiểu Vân vô cùng hoang mang.